Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo những loại khí thải có chứa các chất gây ô nhiễm gây ra 7 triệu ca tử vong mỗi năm. Và tại phiên làm việc ngày hôm qua của COP21 tại Paris, vấn đề giảm thiểu những chất ô nhiễm ngắn hạn lại tiếp tục được đưa ra đàm phán. Đây cũng chính là thách thức của chúng ta trong nhiều năm qua khi mà vấn đề ô nhiễm khí thải ở Việt Nam vẫn luôn ở mức báo động. Ở thành phố Hồ Chí Minh, bụi đang là nỗi ám ảnh của người dân trên nhiều tuyến đường, như khu vực xa lộ Hà Nội. Hầu như lúc nào cũng trong tình trạng sương mù dày đặc. Xét về nguồn phát thải gây ô nhiễm không khí, thì hoạt động giao thông vận tải đang là tác nhân gây ô nhiễm và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người hơn cả. Theo kết quả quan trắc, thì cái ô nhiễm chủ yếu là bụi và tiếng ồn do cái hoạt động giao thông vận tải. Phần lớn cái số liệu về bụi và tiếng ồn ven các đường đều vượt cái quy chuẩn cho phép. Chứa rất nhiều những cái chất ô nhiễm có thể gây tác hại cho con người. Ví dụ như khí CO, khí SO2, khí NOx, khí ozone và một phần các cái khí khác mà chúng ta cũng phải quan tâm, ví dụ như bụi trì hay là các cái khí hữu cơ như là benzen, toluen, xylen. Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 6,5 triệu xe gắn máy, chưa tính đến lượng xe nhập cư và lưu thông ngang qua thành phố mỗi ngày. Lượng khí thải phát ra ở độ cao thấp và thường ở khu vực đông dân cư. Bên cạnh đó còn là nguồn phát thải đô thị từ các tòa nhà cao tầng và các công trình xây dựng đang mỗi ngày mọc lên càng nhiều. Trong khi đó, nguồn năng lượng mặt trời được thiên nhiên ưu đãi thì lại không được tận dụng đúng mức. Không tận dụng được cả năng lượng mặt trời, ta bịt kín hết rồi cuối cùng ta lại thắp đèn suốt ngày, kể cả ban ngày không tận dụng chiếu sáng tự nhiên, hay là chúng ta bịt kín hết rồi chúng ta sử dụng máy điều hòa không khí liên tục 24/24, thì đó là những cái lãng phí mà tôi nghĩ rằng trong ngắn hạn chúng ta có thể điều chỉnh được. Ngoài việc tác động đến sức khỏe con người, thì khí thải từ phương tiện giao thông cũng như các nguồn phát thải khác đang là nguyên nhân hàng đầu gây hiệu ứng nhà kính, tác động biến đổi khí hậu toàn cầu. Tất cả đều là thách thức mà gần 8 triệu người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như người dân cả nước nói chung đang phải đối mặt hàng ngày. Ra đường thì lúc nào cũng phải bịt từ trên xuống dưới, trời thì nóng nhưng mà khói xe thì bao quanh mù mịt. Nhất là những con đường mà đang làm nữa, thành ra nó ô nhiễm là xe, lúc mà xe mấy cái xe tải nó phun khói ra. Khói của các nhà máy nó tồn đọng lại trên không khí, cảm giác nó rất là khó chịu. Giới trẻ rất là quan tâm về môi trường nhưng mà mọi người kiểu như là vẫn chưa được ý thức được cái vấn đề mà bảo vệ môi trường là điều thiết yếu của trong cái thế kỷ này. Nằm trong top 10 thành phố có chất lượng không khí ô nhiễm nhất thế giới, tình trạng ô nhiễm khí thải ở thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức báo động. Và cho đến nay, tình trạng ô nhiễm này đang có dấu hiệu tiếp tục gia tăng.